Lười học ham chơi. Các con về nhà nhớ học thật kỹ bài học ngày hôm nay thầy dạy nhé. Giờ thầy cho các con nghỉ. Vâng ạ, chúng con chào thầy ạ. Bài hôm nay dài quá, lại khó học thuộc nữa chứ. Mới theo thầy học được có vài hôm mà thầy đã dạy những bài khó thế không biết. Phải đấy. Thôi, cố gắng học, mai còn trả bài thầy. Thế nhé, hẹn mai gặp lại. Ừ, mình về nhé. Tử bất học, phi sở nghi. Ấu bất học, lão hà vi. Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri lý. Ôi, đói quá. Đói thế này mắt mũi cứ hoa hết lên, chữ nghĩa nhảy nhót loạn xạ. Luộc nồi khoai ăn tạm rồi học bài cho yên tâm. Tí ơi, thả trâu ra đồng cho mẹ đi con. Vâng ạ, con đi ngay đây ạ. Nò quá, yên tâm học rồi. Trời ơi, ăn no, buồn ngủ quá. Hai mắt cứ díp lại với nhau thế này thì nhìn thấy chữ gì mà học chứ. Thôi, chợp mắt 5-10 phút rồi dậy ngồi học cho tỉnh táo vậy. Nguy quá, mình chưa thuộc nổi một trang. Trời, hết giờ mất rồi, lấy gì mà học bài đây? Thôi, đành ngủ sớm, rồi sáng mai dậy thật sớm học bài vậy. Học buổi sáng lúc nào cũng tỉnh táo và nhanh thuộc hơn. Đành vậy, có phải tại mình đâu. Sáng mất rồi sao? Trời ơi, mình chưa thuộc hết bài. Sắp đến giờ đi học rồi, làm sao đây? Các trò. Cha mẹ gửi các trò theo ta học, luôn mong muốn sau này các trò sẽ thành tài. Tuy nhiên, con đường học không phải ai cũng đủ kiên trì để theo đuổi. Hôm nay, ta sẽ chấm xem trò nào sẽ được theo ta tiếp tục học, trò nào sẽ không được học nữa. Giờ hãy lấy giấy ra, viết lại cho ta những điều mà các con đã được học ngày hôm qua. Ôi, chết rồi. Chết rồi, thầy đuổi mình ra khỏi lớp mất thôi. Thế này, mình làm sao dám về nhà chứ? Đây rồi, mày đi đâu mà giờ này mới vác mặt về? Học hành thế nào mà để thầy đuổi ra khỏi lớp hả con? Con với cái thế đấy. Ơ, sao mẹ đã biết rồi? Đứng lại, phen này mẹ sẽ cho mày một trận. Mẹ ơi, tha cho con biết lỗi rồi ạ. Sinh nhật cuối. Mấy hôm nay bà yếu quá rồi, bác sĩ thông báo có khi bà không trụ được mất. Em gọi cho Bảo Nam về nhìn mặt bà nội lần cuối đi em. Vâng, trưa nay em gọi con rồi. Chắc giờ này thằng bé cũng đang ở sân bay. Các con ơi, lại đây mẹ bảo. Sao mẹ không ngủ chút nữa cho đỡ mệt? Mẹ mới chợp mắt được có một chút buổi trưa thôi mà. Mẹ nằm mãi cũng mệt người lắm, ngồi dậy cho thoáng. Mai là sinh nhật thằng bé Bảo Nam đúng không? Ngày kia mới là sinh nhật của Bảo Nam mà. Vâng,
Đúng rồi mẹ à, cháu nó cũng đang trên đường về. Mẹ cố gắng ăn nhiều cho khỏe, đợi cháu nó đưa mẹ đi công viên nhé. Con cầm lấy mua cho Bảo Nam nến và chiếc bánh sinh nhật. Nói là quà của bà. Ngày mai cháu sẽ có mặt ở nhà rồi mẹ à. Ừ, hy vọng mẹ đợi được. Nam ơi, hy vọng con có thể về kịp để gặp bà. Bảo Nam gọi điện về cho em, nói bên đó có bão tuyết nên chuyến bay bị hoãn, tầm sáng mai mới về tới. Làm thế nào hả anh? Hôm nay em thấy mẹ mệt lắm rồi. Trời tối rồi đó, Bảo Nam vẫn chưa về hả con? Dạ, trời sắp lập đông nên trời nhanh tối lắm mẹ à. Bảo Nam đến sân bay rồi, đang bắt xe về bệnh viện. Mẹ ăn cháo nhé, để con lấy. Ai, con đặt bánh lên bàn và thắp nến đi. Bảo Nam về tới nơi là vừa. Mẹ muốn nhìn thấy anh nên ấm áp. Mẹ nhất định phải qua được đêm nay. Mẹ không muốn Bảo Nam buồn vì sự ra đi của mẹ vào ngày sinh nhật. Làm thế nào bây giờ? Thằng bé vẫn chưa về. Nếu nến cháy hết mà mẹ chưa gặp được mặt thằng bé, ôi, mình không dám nghĩ nữa. À, phải rồi. Vâng, con đi thắp nến cho cháu. Bánh đẹp quá. Nếu mẹ có chợp mắt, khi nào Bảo Nam về thì gọi mẹ ngay nha. Bà ơi, Bảo Nam về với bà rồi đây. Bà ơi, bà. Vậy là bà đã đợi được cháu về rồi. Bao thổi nến sinh nhật đi cháu, mừng cháu thêm tuổi mới. Vâng ạ. Nến điện con à, nến thường sẽ cháy hết mất. Bà không muốn ra đi vào ngày sinh nhật của con, sợ làm con buồn. Con lại về trễ nên ba mẹ muốn bà tin rằng ngày sinh nhật của con vẫn chưa qua để bà gắng gượng. Và con thấy đấy, bà đã gượng được ngần ấy ngày để đợi con. Bà ơi, cháu cảm ơn bà đã đợi cháu, và cảm ơn những ngọn nến thắp sáng hy vọng trong đêm tối. Chiếc ví của bà cụ. Viện dưỡng lão Louis. Y tá trưởng Anna, tôi xin giới thiệu, đây là Kenny. Từ bây giờ, cậu ấy sẽ giúp việc cho các y tá trong viện chúng ta. Thưa viện trưởng, liệu cậu ta có phù hợp với công việc này không? Tất nhiên rồi, tôi chắc chắn là như vậy. Cậu Kenny mới đến ấy rõ lạ. Người gì mà làm lì lì, ăn nói thì cọc lóc. Phải đó, nghe nói cậu ta sống ở khu ổ chuột, toàn tội phạm và dân nghiện ngập. Chả hiểu sao viện trưởng lại nhận cậu ta vào đây làm nữa. Có khi cậu ta xin vào đây để nhòm ngó thuốc morphine của viện. Trước đây đã có lần thuốc bị tuồn ra ngoài để bán rồi còn gì nữa. Các cô không làm việc đi, đứng đó mà túm tụm bàn tán. Đến giờ phát thuốc rồi đó. Dạ, dạ. Nhìn cậu ta rất khó gần và có vẻ đáng sợ. Thế mà không hiểu sao viện trưởng lại... Bà Mary, đến giờ uống thuốc rồi. Y tá đây rồi, cô có thấy cái ví đỏ của tôi không? Tôi tìm mãi mà không thấy. Làm gì có cái ví nào? Thuốc của bà đây. Cái ví đỏ của tôi đâu? Cái ví đỏ đâu rồi? Có ai thấy không? Bà này thật là lúc nào cũng đi tìm cái ví đỏ, gặp ai cũng hỏi. Mà bà ta làm gì có cái ví đỏ nào chứ? Bà cụ già rồi nên lú lẫn. Mà kể cũng rõ tội, bệnh thì ngày càng nặng, không biết con cái đâu hết. Mà để bà ta vào đây, cũng không thấy đến thăm nom gì cả. Biết là thế, nhưng lúc nào cũng hỏi, phiền quá đi mất. Chúng ta còn bao nhiêu việc phải làm nữa? Cái ví...
Cậu có thấy cái ví đỏ của tôi không? Cái ví con trai tôi tặng, nó đẹp lắm. Chiếc ví đỏ hả cụ? Sao bà cụ cứ đi tìm chiếc ví đỏ thế nhỉ? Bà cụ lẩn thẩn quá. Phải, chiếc ví đỏ rất đẹp. Hay là mất rồi, mất cái ví đỏ rồi. Cậu ta làm gì mà có vẻ mờ ám thế? Chẳng lẽ... Chắc là mang thuốc từ viện ra ngoài bán đi mà. Đúng là người ta đồn chả sai. Mình phải bắt quả tang mới được. Hôm nay cụ thấy khỏe hơn không cụ? Cậu đây hả? Cái ví đỏ của tôi đâu mất rồi? Có phải chiếc ví đỏ này của cụ không? Ôi! Cái ví đỏ! Cái ví đỏ của tôi! Ồ! Hóa ra... Sau một thời gian làm việc ở đây, cậu cảm thấy thế nào? Đây là công việc tốt nhất mà cháu từng có. Cậu có muốn tiếp tục học làm y tá không? Dạ, nhưng gia đình cháu không có đủ tiền. Viện sẽ trao học bổng cho cậu, cậu nghĩ sao? Cảm ơn viện trưởng, đời cháu còn mong ước gì hơn. Xin bà bỏ qua cho mấy chị em y tá chúng tôi nha, cậu ấy thật xứng đáng. Thế mà đã có lúc chúng tôi nghĩ cần phải biết giúp đỡ những người như cậu ấy, cô à. Chiếc mũ. Ừ, tớ vừa về rồi, hôm nay vui quá. Rồi rồi, hẹn ngày mai ở lớp nhé. Đúng là nhà nó có điều kiện có khác. Tiệc sinh nhật hoành tráng, con nhà giàu sướng thật đấy. Hả? Ai thế nhỉ? Chắc lại bà đồng nát đây mà. Vô duyên quá, ngồi ngủ ngay trước cửa phòng người ta thế này. Cụ ơi, cho cháu nhờ tí nào. Cụ làm gì mà lại ngồi ngủ ở đây thế này? Trời, ngoại. À, Trường, con đó à. Ờ, ngoại đây. Ngoại lên thăm con. Ngoại lên ban trưa, chờ mãi chẳng thấy con đi học về. Ngồi chờ lâu, mệt quá, nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chết thật, ngoại ngồi đây từ trưa tới giờ. Người khác nhìn thấy thì... Sao ngoại lên mà không nhờ người nhắn con? Ngoại mau vào nhà đi. Con học hành đợt này vẫn tốt chứ. Sao dạo này ít về quê thế? Mà ngoại trông con như xanh hơn thì phải. Con vẫn thế thôi ngoại à. Có gầy đi tẹo nào đâu. À đây, ngoại mang cho con ít mì gạo. Nhà tự làm đấy. Đêm học mà có đói thì nấu mì ăn con nha. Ngoại ơi, mì ở đâu mà chả có. Ngoại mang lên đây làm gì cho vất vả ra. Cha bố anh, ngoại nhớ bay thì mới lên thăm. Không lẽ từ quê lên lại chẳng có cái gì làm quà. Ấy, chút nữa thì quên. Gì thế ngoại? Này, cầm lấy đi con. Ngoại cho 20. Thèm cái gì thì ăn thêm. Gầy thế này phải ăn uống điều độ vào. Nhớ lời ngoại dặn nhé. Đừng có chểnh mảng ăn uống, hại sức khỏe lắm. Thôi, con vẫn còn, ngoại cầm đi. Không, ngoại cho thì phải cầm lấy, đừng để ngoại buồn. Thôi, ngoại về luôn đây. Ngoại về vội vậy, ở lại chơi thêm một lát nữa đã. Về thôi không hết xe mất, ngoại về nhé. Còn nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ không? Vâng, thế ngoại về nhé, con nhớ rồi. Ngoại lúc nào cũng vậy, chẳng thay đổi gì cả. 20 mà ngoại làm như 2 triệu vậy. Thời buổi này, sinh viên còn mấy ai tự nấu ăn nữa đâu ngoại. Một tháng sau. Nguy quá nhỉ, tháng này còn những 3 hôm nữa mới đến hạn nhà gửi tiền lên. Từ giờ tới hôm ấy tính thế nào đây? Tháng này mấy cái sinh nhật liền, tốn kém quá, đói quá. Từ tối qua tới giờ chưa có cái gì bỏ bụng, chẳng vay ai được nữa. Chẳng còn nổi 10.000 ăn trưa, làm sao bây giờ?
Ôi, may quá. Thế mà không nhớ ra. Còn túi mì, quà của ngoại từ tháng trước. À, phải rồi. Ngoại ơi, giờ con mới thấy quà của ngoại quý biết nhường nào. Quà từ cô bạn đáng ghét. Nhanh lên, sắp muộn rồi. Cậu bị muộn giờ nha, ký vào đây đã. Tớ với Nam đến cùng nhau mà, sao Nam không bị muộn? Nam vào trước cậu đấy, đến lượt cậu là muộn rồi. Hôm qua mình đi muộn có 5 phút vẫn được hoa cho qua mà. Giờ mới muộn 1 phút, tội nghiệp Thái Lan. Bị lớp trưởng ghét thì đúng là thiệt thòi rồi. Mà sao lớp trưởng lại ghét bạn Lan thế? Ghét ra mặt luôn ấy. Tớ thấy Lan học giỏi, lại hiền lành mà. Thì chính vì Lan học giỏi đấy, kỳ trước điểm tổng kết còn cao hơn lớp trưởng. Bọn con gái đố kỵ nhau ghê lắm. Thôi đừng có nói nữa, cái Hòa nghe được nó ghét cho thì phiền. Hòa này, hôm qua mẹ Lan bị ốm, mình phải chăm mẹ nên chưa soạn được bài lịch sử. Lát cô kiểm tra vỡ soạn, Hòa nói hộ mình một câu với. Được rồi, cậu cứ về chỗ đi. Trước khi vào bài mới, ai xung phong lên bảng kiểm tra miệng nào? Thưa cô, cả lớp chỉ còn bạn Lan chưa có điểm miệng thôi ạ. Mà sắp đến buổi học cuối của kỳ rồi. Lan vừa xin cậu nói hộ mà. Cậu ấy nói chưa soạn bài, chứ có phải không học bài cũ đâu. Vậy thì mời Lan lên bảng nào. Em hãy tường thuật lại những diễn biến chính trên các mặt trận của chiến tranh thế giới thứ nhất. Em chưa học bài phải không? Bài mới cũng không thèm soạn. Có phải em coi thường môn học này không? Dạ em... Không điểm, về chỗ. Hôm nay trường chúng ta rất hân hạnh được đón các thầy cô giáo nước Anh đến tham quan. Các thầy cô mang theo một số tư liệu học tập làm quà tặng cho học sinh. Vì số lượng có hạn nên chỉ có một số tiêu biểu được nhận quà. Lớp mình là một trong những lớp may mắn ấy. Các thầy cô sắp vào rồi. Thầy đề nghị lớp trưởng cho lớp mình xếp thành một hàng để nhận quà nha. Vâng thưa thầy. Thảo nào lúc nãy mình thấy trên phòng hội đồng toàn sách hay, tìm mua ở đâu được chứ? Sách ấy để tham khảo thì học sinh giỏi tiếng Anh thì tuyệt. Lớp mình tận 35 người, liệu có chia đủ không? Để cái Lan xếp cuối hàng thôi. Chúng tôi rất vui được phát quà cho các em. Chúc các em luôn học giỏi nha. Phía đầu kia rộng rãi hơn. Cô đề nghị cả lớp quay lại nào. Là món quà cuối cùng rồi. Cô rất tiếc, em không phiền đợi đến lần sau chứ. Vâng, em không sao. Cậu cầm lấy đi, mình được tặng 2 cuốn liền. Sách này dùng để tham khảo thi tiếng Anh thì tốt lắm. Mình tìm mua mãi ở hiệu mà không được đấy. Mình cảm ơn cậu. Mình thật tệ quá. Mình phải xin lỗi Lan thôi. Sẽ luôn thật gần bên con. Mẹ à, ngày kia con thi rồi. Mẹ linh thiêng phù hộ cho con làm bài tốt, để sau này con kiếm được việc làm nuôi ba mẹ nhé. Hoa ơi, nhanh lên, ra phụ chú dìu ba vào. Ba ơi, ba bị làm sao vậy? Ba không sao con à. Ba cháu bị xe máy tông, may mà không sao đấy, chỉ bị đau chân. Thôi, dìu ba cháu vào trong nằm nghỉ đi. Ba không sao chứ ạ? Ba có đau lắm không? Hay ba lên viện khám xem có sao không nhé? Ba không sao, chân hơi đau thôi. Ba nằm nghỉ một lúc là đỡ mệt mà. Ba cháu không sao đâu, cháu yên tâm lo học bài đi. Chú về nhà, lát chú lại qua nha. Vâng ạ, chú về, cháu cảm ơn chú ạ. Ba không sao, con cố gắng tập trung vào ôn thi đi, sắp phải thi rồi. Vâng, con biết rồi ạ.
để ba đi với con. Thôi ba ạ, chân ba vẫn còn đau, ba không phải đi với con đâu. Con đi xe buýt đến trường thi được rồi. Nhưng ba muốn đưa con đi. Không, chân ba như thế này, ba đi con lại lo thêm, lại không làm được bài ba à. Ba ở nhà đi cho con yên tâm. Được rồi, con đi đi. Ba ở nhà sẽ thắp hương cầu trời khấn Phật cho con làm bài tốt. Thôi con đi đi, không muộn, con cố gắng làm bài tốt nhé. Vâng ạ, ba ở nhà nghỉ cho đỡ mệt nha. Ước gì có ba mẹ ở đây. Chắc là con bé đang tủi thân lắm. Hoa ơi, ba ở đây nè. Ba ơi. Sao ba lại đến đây? Con đã nói ba ở nhà rồi mà. Ba không yên tâm. Ba biết con sẽ tủi thân khi thấy ba mẹ các bạn khác đi đón, mà con lại có một mình, nên ba mới đến đây cho con vui. Ba đúng là... Thế ba đến từ lúc nào? Thì sáng con đi một lúc là ba đi luôn. Thế sao ba không gọi con? Trưa ba ăn gì? Ba ở đâu? Ba ngồi ở ngoài cổng trường với mấy người khác. Ba ăn bánh mì rồi. Lúc trưa con đi ăn, ba nhìn thấy con, ba định gọi con. Nhưng ba sợ con lo cho ba, không chú tâm vào làm bài nên thôi. Ba, con đã nói ba ở nhà rồi mà. Con bé này, lúc nãy ra khỏi trường là tuổi thân, nhìn bạn khác có ba mẹ đi theo, mà giờ lại còn bày đặt. Cho ba biết hả? Ba là ba con, sao lại không hiểu con chứ? Thế con làm bài tốt không? Cũng được ba ạ, không tồi lắm. Vậy là tốt rồi. Thôi, ba con mình về nha. Ba đi xe buýt đến ạ? Không, ba đi xe đạp. Chân ba đau, sao lại đi xe đạp? Không sao con à, đau đến đâu ba cũng chịu được. Miễn là ba được ở bên con lúc này. Ba, con hạnh phúc quá. Để con chở ba về nha ba.